Chào mừng 500 anh em đến với bản tin yêu thể thao. Tôi là MC Thảo Vy, rất hân hạnh được đồng hành cùng với tất cả các bạn với mong muốn mang đến cho các bạn những góc nhìn chuyên sâu hơn về tình hình thể thao trong nước và quốc tế. Mỗi ngày bản tin của chúng tôi sẽ được đăng tải trực tiếp ở trên website vietnam9.net và kênh YouTube V9B giải trí trực tuyến. Các bạn hãy nhớ like, chia sẻ và cũng như là subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Man City theo chân MU vào vòng 5 FA Cup. AC Milan chia điểm trước Napoli, nguy cơ mất top 4. Trở về Atlético, Morata không được các cổ động viên chào đón. Chính thức, Inter Milan sở hữu nhà vô địch Euro năm 2016. Real Madrid tự tin giành 3 điểm trên sân của Espanyol. Và đó sẽ là những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Một ngày sau khi Manchester United giải quyết gọn gàng Arsenal để giành vé vào vòng 5 FA Cup, những người hàng xóm Man City cũng nối gót chân làm điều tương tự khi nhẹ nhàng thôn tính Burnley để chính thức vượt qua vòng 4. Lợi thế sân nhà cộng thêm sức mạnh vốn có của mình, đoàn quân của Pep Guardiola đã không cho đội chủ sân Tottenham bất cứ một cơ hội trở tay và nhanh chóng biến 90 phút tại sân vận động Etihad trở thành một cơn ác mộng. Gabriel Jesus ghi bàn phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 23, trước khi lần lượt Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Sergio Aguero và pha đốt đèn của Kevin Long đã mang về chiến thắng hủy diệt 5-0 dành cho Man City. Ở một diễn biến khác tại Serie A, câu lạc bộ AC Milan đã phải chia điểm tiếc nuối trên sân nhà với tỷ số không đều trước Napoli, dù đã tạo ra khá nhiều cơ hội trong suốt 90 phút tại San Siro. Với kết quả này, Napoli vẫn xếp ở vị trí thứ 2 sau Juventus, còn Rossoneri sẽ có nguy cơ mất top 4 vào tay của AS Roma khi khoảng cách giữa hai đội lúc này là 2 điểm, trong khi AS Roma thi đấu ít hơn một trận. Dù đang hoàn tất những thủ tục để trở về Atlético Madrid, nhưng Alvaro Morata lại không được các cổ động viên chào đón. Thậm chí các cổ động viên của Atlético Madrid còn phản đối câu lạc bộ đưa tiền đạo người Tây Ban Nha trở lại khoác áo đội bóng cũ. Ở trận đấu với Getafe trên sân vận động Wanda Metropolitano vào rạng sáng nay, nhóm cổ động viên cực đoan đã la ó phản đối kế hoạch đưa Alvaro Morata về ở nửa sau mùa giải này và đòi tăng cường những nhân tố do chính câu lạc bộ đào tạo. Còn về phía câu lạc bộ Chelsea, lý do khiến họ đẩy Alvaro Morata về Madrid là bởi The Blue vừa hoàn tất chiêu mộ bom tấn Gonzalo Higuain từ Juve. Theo dự kiến, chân sút người Argentina sẽ có trận đấu ra mắt cho đội chủ sân Stamford Bridge vào rạng sáng mai. Đó là trận đấu mà Chelsea phải tiếp đón Sheffield Wednesday ở vòng 4 FA Cup. Theo các nhà cái uy tín thì The Blue chấp hai trái trong trận này. Với sự có mặt của tân binh Huy Bệu thì các bạn có thể cân nhắc lựa chọn kèo trên là Chelsea để dinh quà Tết sớm về nhà. Với sự góp mặt của tôi thì các anh em cứ yên tâm là chọn kèo Chelsea để đón Tết sớm về nhà. Tôi trận này phải ghi ít nhất là 2 đến 3 bàn. Mà tôi biết ngay mẹ, tôi đến là câu lạc bộ phải đuổi ngay cái thằng Morata đi. Thằng này chân gỗ dã man, ở lại chỉ ám câu lạc bộ thôi. Vụ ghi bàn ở Chelsea bây giờ thì cứ để tôi lo. Các anh em không cần phải nhớ cái thằng Morata làm cái gì cả. Inter Milan chính thức chiêu mộ thành công hậu vệ Sergio Soares của câu lạc bộ Southampton với bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa. Đội bóng Italia có điều khoản mua đứt nhà vô địch Euro năm 2016 với giá 9,5 triệu bảng ở phiên chợ hè năm 2019. Inter Milan đang gấp rút chiêu mộ Sergio Soares vì đội bóng này đang yếu ở vị trí cánh phải do Semi Vissarico, cầu thủ mượn từ Atlético Madrid đang dính phải chấn thương và cũng không thể thể hiện được nhiều điều kể từ khi gia nhập đội bóng này. Khoảng cách giữa Real và đại kình địch Barcelona vẫn là 10 điểm trên bảng xếp hạng La Liga. Vì vậy, mỗi trận đấu của giải Ngân Hà ở thời điểm này không khác gì một trận chung kết. Ở vòng đấu thứ 21 La Liga, nhà đương kim vô địch Champions League sẽ phải hành quân đến sân của Espanyol. Trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, kênh kèn trắng chỉ để thua duy nhất một trận ở Cúp Nhà Vua trước Leganés. Nhưng đó là trận thua không ảnh hưởng đến tấm vé đi tiếp của Real Madrid.
Điều đó cho thấy thầy trò Solari đang trên đường trở lại với vị thế của một nhà vua. Trong khi đó, đại diện của xứ Catalan lại đang trải qua những tháng ngày hết sức vất vả và đang vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng với 24 điểm sau 20 vòng đấu. Thành tích đối đầu trong quá khứ chỉ ra rằng Real thường có thói quen chiến thắng khi phải gặp Espanyol, khi kèn cần trắng chỉ thua một trong 6 trận gần nhất. Theo nhà cái V9bet, Real Madrid chấp Espanyol nửa trái và tài xỉu là 2.5/3. Sự lựa chọn của chúng tôi là tin vào đội cửa trên Real Madrid. Tỷ lệ ăn nếu quý vị thắng kèo là 0.85. Vừa rồi là những nhận định và những thông tin thú vị của chúng tôi. Hy vọng là đã mang đến cho các bạn những phút giây thư giãn bổ ích cũng như là đầy kiến thức, đúng không ạ? Hãy truy cập vào website Vietnam900net mỗi ngày để tiếp tục cập nhật những thông tin về quốc tế cũng như là trong nước các bạn nhé. Còn bây giờ thì Thảo Vy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo. Xin kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui các bạn nha. Và nhớ đừng quên subscribe nhé.